Tin giáo sứ suối đá Giáo sứ suối đá hành hương năm thánh tại nhà thờ bún Đoàn hành hương giáo sứ suối đá giáo hạt Tây Ninh do cha chánh xứ Phaolô Nguyễn Hồng Phong cùng cha Hu Phêrô Trần Văn Trọng đã hướng dẫn đoàn đến nhà thờ bún vào lúc 9 giờ ngày 20 tháng 10 năm 2018. Thánh lễ đồng tế diễn ra trong bầu khí sốt sắng. Cha Phêrô nói về cuộc đời thánh Phêrô đoàn công quý. Cha nhấn mạnh những ai vì chúa kính tin dù phải mất mạng sống ở đời này nhưng không có nghĩa là hết bởi các ngài đã hướng đến cuộc sống vĩnh cửu mai sau cha khuyên mọi người luôn can đảm vác thập giá theo chúa biết hoán cải từ bỏ tội lỗi thân thương trong tình bác ái huân đệ với nhau chúng ta đang sống trong niềm hắn diện về các bậc tiền nhân của quê hương của giáo hội việt nam chính những giọt máu đào đã làm nên biết bao điều kỳ diệu dù sự hy sinh từ bỏ đó rất khiêm tốn, nhưng đã làm nên trang sự anh hùng, và những ai đã hy sinh mọi sự vì danh chúa, sẽ lãnh nhận triều thiên vinh quang. Đến với nhà thờ búng, nhất là qua bài giảng trong thánh lễ, bà con giáo dân giáo xứ suối đá kèm nhận hơn về những ơn lành chúa ban cuộc đời mình, qua đó nguyện sống can đảm khó khăn, làm chứng tá qua những cố gắng mỗi ngày. Thánh lễ kết thúc với ơn toàn xá, mọi người đón nhận với lòng trí hân hoan, mọi người hướng lòng lên mẹ, xin mẹ Maria thương dìu dắt, dẫn đưa và giúp cho mọi người trong cuộc sống này được bình an, thánh thiện và đạo đức hơn.